Quá Quỳnh Long Áo xin chào các bạn. Hôm nay Quỳnh sẽ nấu đãi cả nhà món bún với nấm đông cô. Ở đây á, Quỳnh có bỏ thêm mì nữa để cho cái món bún nó được thơm ngon hơn á. Mà Quỳnh rất là thích ăn mì. Nhưng ở nhà Quỳnh thì mẹ Quỳnh ăn chay nên Quỳnh nấu mì chay. Đây là mì lẩu nấm chua cay. Đây là mì chay nè các bạn. Ở đây là nấm đông cô. Rồi ở đây Quỳnh có chuẩn bị một ít củ hành tím để mình phi lên cho nó thơm. Rồi ít rau, bỏ ít rau vô để cho nó ngon, có rau ăn đỡ ngán đó các bạn. Rồi đây mình bỏ ít củ hành tàu, bỏ ít củ hành để cho nó thơm. Và đây mình chuẩn bị một ít bún. Bún ngon à bà ơi. Bún nè. Ngon quá. Bún ngon quá. Bây giờ mình sẽ bắt lên mình để cho mình cháy nấm với lại mình thử củ hành trước. Giờ mình sẽ cháy nấm luôn cô. Chưa hợp sao rồi. Cái nấm hồng cầu trước. Rồi rồi bỏ hành tím mà. Đúng rồi. Rồi bỏ hành tím vô nồi làm nóng mì phải mà. Đúng rồi. Rồi nấu sôi phải không? Nấu sôi hả mẹ? Ừ. Nấu sôi chế cho mì hả? Cái bún này nấu phải không? Đúng rồi. Có bún này nấu hay không? Dạ. Bún này nấu hay không? Vậy không? Cái nấm xong giờ mình sẽ cho củ hành vô. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và nhấc xuống để vớt nấm ra. Nước sôi rồi mình đã bỏ nấm vô để cho nó ra nước ngọt các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ bún vào. Rồi mình sẽ cho mì vào luôn. Ở đây nước này là mình đã nêm gia vị vừa ăn rồi đó các bạn. Rồi mình nêm gia vị rồi mình mới cho bún với mì vào. Bây giờ mình sẽ cho củ hành vào luôn. Cho củ hành vào luôn. Cô nói mẹ củ hành ngon nè. Củ hành nấu mì. Con nói mẹ vậy đó nha. Thôi đừng có la. Bỏ củ hành vào. Con nói mẹ. Xong rồi giờ mình sẽ cho ít rau vào để cho món ăn của mình nó đỡ ngán. Mình trộn rau vô. Xong rồi khi bỏ rau vào thì mình tắt bếp liền, mình nhấc xuống rồi các bạn.
Đây, bây giờ món canh bún mình đã chín rồi nè các bạn. Bây giờ mình chỉ việc là nhấc xuống và thưởng thức thôi. Và món bún đơn giản nhưng mà nhìn rất là hấp dẫn nha các bạn. Ở đây là mình nấu là bún chay, bún mình trộn một ít mì với lại nấm đông cô, và mình bỏ thêm rau cải rồi vô đừng ăn cho nó đỡ ngán. Đây là món chay, mà nói chung là chay mặn đều dùng được, có nấm vô thì nó ngọt nước, và món chay thì không thể nào thiếu thành phần đó là tàu hủ ki đó các bạn. Mình bỏ tàu hủ ki vô để cho cái món ăn của mình nó ngọt hơn á, cái nước nó ra nó vị nước ngọt hơn á. Thì mình nấu chay thì chỉ có nấm với nhờ với thời tàu hủ ki để cho nó ngọt nước thôi chứ đâu có gì đâu. Người ta ăn mặn á, thì nếu mà nấu mặn á thì có thịt cá rồi nó ngọt, còn chay nhờ nấm với tàu hủ. Các bạn thấy đó, món ăn tuy nó đơn rất là đơn giản, nó làm cũng không có mất nhiều thời gian nữa, nhưng mà rất là ngon. Và đặc biệt là mình thấy là rất là ý nghĩa, khi rất là vui khi mà mình nấu được món ăn như thế này cho chính bản thân mình và cho những người thân trong gia đình của mình nữa đó các bạn. Ở nhà mình nấu ăn như vậy á thì nó cũng tốt cho sức khỏe của mình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nữa. Các bạn nhìn xem rất là ngon, nhìn nó hấp dẫn hơn nè, có rau nè, có nấm đầy đủ nè, chúng ta ăn không có bị ngán. Đến đây thì Quang Quỳnh Long An xin nói lời chào tạm biệt đến tất cả các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Và các bạn nhớ đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube Quang Quỳnh Long An nha, để theo dõi nhiều cái món ăn hấp dẫn hơn nữa. Và Quỳnh sẽ chia sẻ đến các bạn những cái điều thú vị hơn trong cuộc sống này. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Quỳnh. Thân chào tạm biệt tất cả các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong video sau của mình nha.